tại sao chúng ta lại dành hẳn một chương trình để nói về chỉ một vùng đất. Những ký ức và những suy nghĩ của quý vị về hai chữ Quảng Trị thì có lẽ cũng đã phần nào trả lời được câu hỏi này. Tuy nhiên thì ngày hôm nay Hoàng Trang muốn giới thiệu cuốn Non Nước Quảng Trị của tác giả là nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ông không phải là một người con sinh ra trên mảnh đất Quảng Trị, nhưng trong suốt 4 thập kỷ, ông đã sưu tập bằng một tình yêu lớn đối với Quảng Trị để hoàn thành được cuốn sách này. Trước đây Quảng Trị là một cái tỉnh nghèo nhỏ, ít người biết đến, ít người để ý đến. Nhưng mà từ khi mà có cuộc chiến tranh chống Pháp rồi qua chống Mỹ lại càng gay cấn hơn, thì lúc đó cái thanh tình Quảng Trị nó nổi cồm lên, chẳng những là trong nước mà thế giới cùng là theo dõi. Thì tôi nghĩ rằng là như vậy thì cần phải viết cuốn sách về Quảng Trị để phục vụ độc giả. Nhưng vì hồi đó tôi là còn là công chức thì giờ éo hẹp, thì có ngày nghỉ hoặc chả là ngoài giờ thì mới có thi giờ để mà viết, mà phải có bằng chứng, phải có tư liệu, muốn có như vậy phải tham khảo, nên nó hạn chế phải viết đến 4 năm đó. Lúc đó có đã thu thập và đã thực hiện được một số chương mục rồi. Tôi nghĩ rằng nếu mà nó để mà nó hủy hoại đi thì uổng đi, cho nên sau tôi đọc thêm, bổ sung thêm tư liệu để hoàn chỉnh lại. Rồi lúc đó là tôi liên lạc với cái hội liên lạc Quảng Trị để nhờ hội in cái quyển sách này. Lâu quá. Chào. Không ngờ mà thầy con gặp nhau ở đây. Gần 40 năm sau khi hoàn thành bản sơ bộ cuốn Non Nước Quảng Trị, trong mong mỏi có thể xuất bản tác phẩm dày công sức này, năm 2010, ông Tư đã có mối lương duyên với Ban Liên lạc Hội đồng Hương Quảng Trị tại thành phố Hồ Chí Minh, những người đã biến bản thảo ngày nào của ông có được một hình hài trọn vẹn trên những trang sách chỉnh chu. Non Nước Quảng Trị cuối cùng đã về được với tay người Quảng Trị. Chính cuốn sách này đã cho tôi một cái hiểu biết rất là hệ thống về quê hương mình. Và không phải tôi đâu. Có lẽ người Quảng Trị nào cũng thế thôi. Không ai có điều kiện để mà có được một cái tìm hiểu một cách có hệ thống về quê hương mình như anh Tư đã làm. Bà con Quảng Trị xa xứ, càng xa xứ thì càng phải đọc. Và vì thế tôi mới đứng đã tổ chức làm cho được cuốn sách này. Tôi quê ở Nghệ An. Sau khi việc xong cuốn sách này thì tôi đối với Quảng Trị là tôi rất có một cái sự kính trọng với người dân Quảng Trị, thân thương coi như là anh em một nhà thôi, tình cảm rất sâu nặng. Chân trần ta tiến lên phía trước, những bàn chân nhuộm đỏ đất quê hương đang cầm thù nâng ta nhẹ bước, súng trên vai vang lời hát lên đường. Đây được chỉ đường ta đi đánh giang, mãi dâu hay cồn cát còn nhìn trong ánh mắt. Đàn đa lên nòng chung lửa xuống cầu tiêm lửa đêm nay. Đường chi đời đường chi, nhớ mà lòng nghe. Yeah.
Vâng, thưa quý vị, có một điểm đặc biệt, một điều chung mà chúng ta tất cả có thể dễ dàng nhận thấy khi nghe những ca khúc về Quảng Trị. Đó là trong lời ca của những ca khúc này, các nhạc sĩ rất hay đưa vào những địa danh nổi tiếng của Quảng Trị như là Khe Xanh, Đường Chín, Do Cam, Do Linh. Bởi có lẽ chính Quảng Trị đã được tạo nên bởi những cái tên nổi tiếng như vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta vừa nghe một ca khúc của nhạc sĩ Huy Du, Phổ Thơ Xuân Sách, bài ca về Đường Chín. Và hôm nay xuất hiện trong giai điệu tự hào thì ca khúc này mang một diện mạo hoàn toàn mới, một phong cách khá là bùng nổ. Không biết là nhạc sĩ Thụy Kha có thấy phong cách này nó phù hợp không ạ? Tôi thấy rất thú vị. Thế hệ trẻ như là các ca sĩ vừa mới hát đây, nhìn vào Đường Chín giống như đang đi vào một viện bảo tàng. Nhưng cái bảo tàng đó nó kích động cái tâm hồn của thế hệ trẻ. Cho nên là họ bùng nổ lên. Phải nói rằng là trong tất cả những cái bài hát mà khi biết viết về cái phần chiến đấu ở Quảng Trị thì bài ca Đường Chín là một trong những bài hết sức xuất sắc. Nhạc sĩ Du là một người rất giỏi làm hành khúc, nhưng mà trong đó vẫn gói được sự trữ tình. Bài ca Đường Chín hằn rõ đau thương và cũng là cái sự quật cường của cái mảnh đất đó. Bài hát này rồi đến gần đây chúng ta mới biết là của Huy Du và của nhà thơ Xuân Sách làm lời. Trước nó gọi là Huy Cầm, nhạc của Huy Cầm và thơ của Lê Hoài Đăng. Lê Hoài Đăng chính là bút danh, cũng là bí danh của nhà thơ Xuân Sách. Thế còn Huy Cầm là tên con gái của nhạc sĩ Huy Du và được lấy làm bí danh. Cuối năm 1967, nhạc sĩ Huy Du đi Trường Sơn lần đầu tiên. Ông gửi ra ngoài miền Bắc bài hát đầu tiên là Đêm Trường Sơn và sau đó là bài ca Đường Chín. Và viết bài ca Đường Chín để làm gì? Lúc ấy chúng ta buộc lòng phải giải phóng Đường Chín để mở ra chiến dịch Khe Xanh. Coi như là một trận Điện Biên Phủ thứ hai, chắc chắn rằng tôi cũng không thể hiểu rõ về Đường Chín lúc đó bằng một người bạn của tôi. Đấy là nhà văn Thái Chí Thanh. Chúng ta cùng chào đón nhà văn Thái Chí Thanh trong trường quay giai điệu tự hào tháng 9 ngày hôm nay ạ. Chú có thể cho khán giả biết được là trong thời điểm những năm kháng chiến chống Mỹ, cái thời điểm năm 67-68 đó thì chú chiến đấu ở trong đơn vị nào và đã đi qua Đường Chín, có những kỷ niệm ở đấy, ở cái vị trí là một người lính chiến đấu như thế nào không ạ? Mà thời đó tôi đang rất trẻ, tôi là lính đặc công, tiểu đoàn 19, sư đoàn 304A. Trong cái chiến dịch năm 72 ở Quảng Trị thì trải qua những tháng ngày cực kỳ ác liệt. Khoảng tháng 10 năm 1972 thì chúng tôi vượt sông Mỹ Chánh để ra lấy đạn để chuẩn bị cho đánh đi một số trận địa pháo ở phía Nam đường 1. Ai đã người lính Quảng Trị thời ấy thì chắc chắn là không quên có một cao điểm 367. Là đấy là hàng loạt pháo của đối phương họ dàn ở đấy, họ bắn thẳng cắm xuống thì ít nhất 15 phút thì có một trận bom. Ở đơn vị tôi hồi ấy có một anh tên là Hà Văn Khuôn, người ở Thường Xuân, Thanh Hóa. Anh là đã đi bộ đội 9 năm, mà 9 năm trời không sốt rét, không bị thương, để vô địch của sư 304 thời ấy. Thế thì hôm ấy là chúng tôi chạy chứ không phải đi được, chạy thì anh quay lại, anh vác cho hai khẩu súng
bắn gập của hai đồng đội tôi thì pháo nổ, chúng tôi chỉ nhìn thấy khói và ước lượng đạn nổ tới khoảng 1 cây số đường kim bay thì cực kỳ mạnh. Tôi nhớ là anh Khuôn chạy trước tôi một đoạn thì bị một quả pháo bắn trúng vào anh. Anh tung người lên thì anh rất là thương. Thế là anh rơi xuống thì phần trên của anh vẫn còn. Và anh quay lại, tay anh vẫy vẫy tôi mấy cái. Tôi chạy một đoạn nhưng tôi thương quá, tôi quay lại thì tôi vác một cái đùi của anh ấy. Tôi chạy. Đấy. Và tôi chạy. Thì lại có một cái rất là tình cờ. Liên quan cái ngoẹo ấy thì thấy đồng đội tôi tập trung ở đấy. Tôi lúc ấy đảng viên dự bị đã phải quay lại lần nữa. Và đã đưa được đầy đủ thi hài của anh lên và chôn cất anh rất là tươm tất. Trong điều kiện lúc bây giờ đã 45 năm rồi, nơi chôn anh Khuôn thì tôi không thể quên được. Tôi đã bắn tin rất nhiều đến cả huyện Thường Xuân nhưng chưa thấy ai thông tin lại. Nếu có thì qua cái chương trình này thì để tôi sẽ đưa gia đình, nếu như chưa đưa hải cốt anh về. Nói về đường 9 thì trước tiên tôi cũng muốn nói về một điều, tức là nó gắn liền với cái hàng rào điện tử McNamara. 200 mét là có một trạm gác, cứ khoảng độ nửa cây số là có một đại đội với 4 chiếc xe tăng. Và ở đâu cũng thấy là những cái gọi là cái cây nhiệt đới, là cái nó giống như cái anten, nó thu những tiếng động, thu những cái nhiệt phát ra. Và chỉ cần thế thôi thì lập tức là pháo theo tọa độ nó bắn thẳng vào cái chỗ đó. Cấp tập hơn một năm, hầu như không có thể vận chuyển được những cái gì vào tiếp tế cho miền Nam. Do đó mà ta phải mở cái chiến dịch đường 9. Có hình dung rằng là ở trên là máy bay OV-10 và L-19 nó bay suốt. Anh em công binh ấy, họ lấy cái cây cỏ lau, cỏ danh ấy, họ làm thành cái vòm, chúng tôi đi bên trong. Thế nhưng mà có một lần thì tôi mới rẽ vào một cái chỗ hẻm, thì tôi gặp một cái võng. Trên cái võng đó có một bộ xương, bên cạnh cái bộ xương là một cái khẩu súng AK nhưng mà bán đã mục. Tức là cái anh bạn chiến sĩ này đã chết từ khi nào không biết. Thì tôi nhìn thấy thì tôi cũng không biết làm thế nào. Trong tay thì không có sẻng, chỉ có một khẩu súng thôi. Thế thì tôi cố gắng là tôi hạ anh ấy xuống. Tôi bới bới lấy tay, tôi bới bới vun lên, gọi là đắp lên một cái nấm mồ nông trèn thôi. Để cho anh yên tâm, nhưng sau đó tôi lại đi tiếp bởi vì anh em đơn vị thì đi xa rồi mình phải chạy theo. Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ,